những ba mẹ hay phụ huynh các bạn á, nếu mà có đi về đường này á, thì các bạn chia sẻ giùm mình nha. Thì các bạn nói với họ rằng á, là mình có được quyền chạy ở đường trong đây và đường ở giữa. Tiền bạc đi làm á, xương máu chứ đâu phải tự nhiên ngồi không có ra đâu, ra đâu mà đi ra đường nội chạy xe không mất 200-300 gì lãng xẹt vậy, đâu được, đâu có vậy được. Thà bạn mua ký thịt bò, ký thịt heo về ăn cho sướng chứ được đâu tự nhiên mất tiền quan mạng. Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về miền Tây. Cũng không hẳn về miền Tây thì chỉ là về Long An thôi, cách Sài Gòn chắc cỡ khoảng 45-50 cây gì đó. Và mình sẽ nói về cái vấn đề khá là nhiều bẫy khi mà các bạn về miền Tây. Mặc dù mình là người miền Tây nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì mình quên đi cái chuyện mà mình chia sẻ lại cái cách mà bà con cô bác các anh chị em hay là cô chú muốn đi về miền Tây á, đi như thế nào cho nó thật là an toàn. An toàn ở đây có nghĩa là vừa an toàn về xe, rồi có bị công an giao thông thổi vào hỏi cắt cớ hay là xin tiền hay không. Thực ra mình không phải nói là bẫy hay gì, nhưng mà thực chất á, mình không đánh giá cao về cái việc làm của họ. Tại vì họ đứng ở những cái chỗ mà họ làm, những cái chỗ mà nó không có gọi là minh bạch. Ok á. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Nguyễn Văn Linh, thì cái con đường này có thể nói là con đường chủ yếu cho các cô chú anh chị hay là các bạn mà học sinh sinh viên gì đó muốn về miền Tây á, thì các bạn cũng đi đường này, hoặc các bạn cũng có thể đi đường quốc lộ 1A. Thực ra quê mình ở miền Tây, và chính xác hơn thì mình ở Bến Tre, nên là cái chuyện đi đi về về giữa Sài Gòn, Bến Tre thì từ trước đến giờ có lẽ là hơn 100 lần rồi. Nên là mình cũng quá quen thuộc với những cái địa hình cũng như là những cái gì nó đặc trưng trên đường. Mình rất là tiếc là trong khoảng thời gian vừa rồi thì mình không có quay lại cái clip để mình chia sẻ lại cái cách mà mình chạy như thế nào mà về miền Tây cho nó được an toàn, cũng như là không bị mất tiền bởi một số người xa lạ. Mẹ mình cũng bị công an họ thổi vào, họ kiểm tra rất là đủ kiểu luôn. Thì mình hỏi mẹ mình đó, thì mẹ mình mới bảo là nó chỉ lại gọi xong rồi kiểm tra hành chính này thôi. Cái mình mới hỏi, ủa tại sao lại kiểm tra hành chính như vậy, bộ mẹ chạy sai cái gì hay là như thế nào hay ra sao. Cái nói, cái mẹ mình nói là không, chạy bình thường, nhưng mà tại vì nó kêu vô á, xong rồi phải kiểm tra giấy tờ này kia kia nọ rồi mới cho đi. Mà cái hôm đó mẹ mình đi dỗ quê về á, là chở rất là nhiều đồ luôn các bạn. Các bạn biết trên chiếc xe SH Mod á thì để rất là nhiều cái đồ mà ở chở phía sau á, mà mẹ mình bỏ cái giấy tờ này kia ở trong cái cốp xe, mà mấy anh đó bắt á, phải mở cái cốp xe ra lấy và xem cho bằng được. Mình không biết tại sao là như vậy, mà mình có giải thích cho mẹ mình á, là nó người ta cái quy trình làm việc của cảnh sát giao thông không phải tự dưng á, họ lại đang chạy trên đường như thế này không vi phạm luật gì á, thì tự nhiên lại gọi người ta vô kiểm tra vậy, thực sự là rất mất thời gian và công sức. Nên là mình làm cái clip này thực sự muốn chia sẻ đến rất nhiều người, rất là nhiều cô bác, anh chị. Nếu như mà xem cái clip này á, mình rất hy vọng á, là khi mà các bạn xem rồi mà các bạn có những ai, người thân hay là gia đình gì đó mà chạy xe về miền Tây á, thì các bạn có thể share clip này cho những cô chú đó. Vì thật sự luôn các bạn, cái đường ở quốc lộ 1A, công an họ thường kêu những cái người mà phụ nữ nè, những cô mà hơi lớn lớn tuổi, họ nói xin lỗi chứ họ chưa có hiểu, am hiểu về luật á, thì họ rất là dễ bị sa lầy, có nghĩa là bị mất tiền đó. Tại vì cơ bản khi mà các bạn ra đường thì các bạn cũng chịu khó là trau dồi một chút kiến thức về luật an toàn giao thông hay là luật đi như thế nào cho nó đúng, rồi cái quy trình làm việc của cảnh sát giao thông như thế nào. Mình biết là cái chuyện đó nó cũng rất là khó, nhưng mà bây giờ á, nếu như các bạn không biết chuyện đó thì mình mất tiền, mà mất không phải là mất một lần mà mất tới nhiều lần lận.
bạn đi rất là nhiều những con đường thì thật sự á, mình nên khuyên các bạn á, là nên bổ sung thêm một số những cái kiến thức nhất định khi các bạn ra đường đó. Thì đó là những cái mình mong mỏi để cho tương lai của nhiều người tham gia giao thông sẽ được tốt hơn. Rồi mình quay trở lại vấn đề hiện tại á, thì mình đang chạy trên đường Nguyễn Văn Linh. Cái đường này đôi khi á, nó sẽ bắt về vấn đề lấn lane, là các bạn chạy qua lane của ô tô thì các bạn sẽ bị bắt. Đó giờ mình chạy trên cái đường Nguyễn Văn Linh này á, mình chỉ thấy họ bắt về cái vấn đề là lấn lane thôi, chứ mình không có thấy họ bắt về vấn đề là bắn tốc độ này kia. Nên là cái đường này có thể là chạy vô tư, nhưng mà các bạn phải giữ an toàn cho mình. Mình thấy có một vài bạn chơi hơi bị ngông á, là các bạn chạy vô cái đường này luôn nè. Các bạn chạy vô cái đường mà cho xe tải này luôn. Mình không hiểu là các bạn suy nghĩ như thế nào. Công an ở đường Nguyễn Văn Linh này á, là đa số họ thường đứng ở ngoài lên ngoài đây thôi. Lý do tại vì họ muốn focus vô cái mấy chiếc xe tải á, chứ mấy chiếc xe con ở trong đây á, thì họ cũng đôi khi họ cũng ít vô lắm. Cái gì vậy? Đù má chơi lớn rồi bay. Ồ, mà chiếc xe kia nó chạy từ bên kia chạy qua bên đây luôn. Rồi các bạn chú ý cho mình cái khúc này nha. Cái khúc này là cái khúc mà giao để đi vào vòng xuyến á, vòng xoay á. Cái khúc này thường á thì họ sẽ bắt là xi nhan. Nếu như các bạn không xi nhan qua một làn đường khác á thì các bạn sẽ bị mấy anh nó gọi vô á. Mà đúng theo cái quy trình mà đi vòng xoay á, thì các bạn không cần phải xi nhan ở vòng xoay. Nhưng mà có một vài trường hợp đặc biệt, giống như là các bạn phải xin chuyển làn để đi vào vòng xoay thì các bạn phải xi nhan. Nếu mà không xi nhan thì mất tiền. Ồ, đơn giản. Thường thì ở khúc này nè có rất là nhiều chốt ở đây. Chốt ở đây bắt bên đầu bên kia, họ thường đứng ở dưới bóng râm đó đó. Đó bạn thấy vào vòng xoay không? Một cái vòng xoay là đi quanh bên đây, một cái là đi qua bên kia, thì các bạn phải xi nhan qua. Thường thì họ sẽ đứng một là ở đây, hai là họ sẽ đứng ngay góc bên kia. Khúc này bạn phải xi nhan là bạn đi thẳng hay là bạn quẹo. Wow. Khu này mà chạy yếu yếu tay nhìn mấy cái xe này yếu tay là các bạn chạy không được luôn. Thì giờ Nguyễn Văn Linh mà đi vào quốc lộ 1A thì các bạn nhớ xi nhan cho mình khúc đó thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cái đường mà đi về miền Tây nè. Đường thường xuyên kiểm tra tốc độ, không có vụ kiểm tra tốc độ ở đây đâu các bạn. Mình nói vậy, rồi nè các bạn thấy biển, ba biển này không? Đó, thì hiện tại bây giờ nó đã chia ra ba làn đường, thì cái biển nó cũng rất là dễ hiểu là xe máy các bạn sẽ được đi vào cái làn đường ở trong, làn đường ở giữa và cái làn đường bên kia dành cho xe lớn. Thì mình được phép chạy ra đây nha. Mình được phép chạy ra hai làn này. Hồi trước á, họ hay bắt những cái người chạy về miền Tây á, là những ai mà đi ra đường giữa này nè thì sẽ bị bắt vô. Thì theo mình biết á, thì những cái chốt lúc trước á, họ sẽ núp núp trên kia kìa. Đứng đứng trên kia á, là họ sẽ bắt về vấn đề mà lấn lên ra ngoài đây. Đó, trên kia sẽ có một cái bảng nữa, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn về cái bảng mà phân chia làn đường với giới hạn tốc độ nè. Cái biển này là cái biển mà phân chia làn đường với giới hạn tốc độ, thì các bạn có thể thấy á, là xe máy của mình được đi ở hai làn đường á, bạn thấy không? Đó. Nếu như các bạn mà không trang bị kiến thức á, về những cái biển báo đó á, các bạn không hiểu á, là cái biển báo nói gì á, thì rất là dễ bị người ta dẫn dắt. Nhất là mình nói xin lỗi, rất nhất nhất là những cô chú mà lớn tuổi một chút xíu á, họ dưới quê họ chạy lên hay là họ có công việc phải chạy xe lên á, thì đôi khi á, công an á, họ có cái nghiệp vụ họ nhìn thấy những cái người đó rất là hay các bạn, tin mình đi. Bởi vì họ rất là hay bắt những cái người mà có dấu hiệu say xỉn này kia kia nọ đó. Là như vậy. Thực ra say xỉn thì thấy thôi cũng đã biết rồi, nhưng mà họ có một cái nghiệp vụ riêng để họ bắt những cái vấn đề đó. Mình rất mong những cái cô chú nào hay là những cái
anh chị em nào xem được cái clip này á, thì các bạn hiểu ra vấn đề, và có thể là mình trang bị thêm một chút thôi, một chút cái kiến thức nhỏ thôi, để khi mà mình đi ra đường á, hạn chế cái vấn đề bị mất tiền. Trời ơi, tiền bạc đi làm á, xương máu chứ đâu phải tự nhiên ngồi không có ra đâu, ra đâu mà đi ra đường nội chạy xe không mất 200-300 gì lãng xẹt vậy, đâu được, đâu có vậy được. Thà bạn mua ký thịt bò, ký thịt heo về ăn cho sướng chứ được đâu tự nhiên mất tiền quan mạng. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là dành cho những bạn mà chưa biết về cái cách làm việc của cảnh sát giao thông, có nghĩa là khi nào thì họ được phép gọi mình vô kiểm tra. Khi mà mình phát hiện những cái lỗi, các bạn mà chạy xe mà quá tốc độ, các bạn chạy lấn len, các bạn chạy qua len của xe lớn đó đó, thì họ mới được quyền họ mắc các bạn vô. Bạn hiểu ý mình nói không? Họ mới được quyền, chứ không phải giống như là cái trường hợp mẹ mình đang chạy bình thường á, cái họ gọi vô họ nói là kiểm tra hành chính. Không phải vậy đâu các bạn. Họ đi làm á, họ đều có kế hoạch này kia kia nọ hết, chứ đâu phải là tự dưng cái gọi vô lại đi kiểm tra hành chính đâu. Những cái kiểm tra hành chính như vậy á, thường á là họ sẽ có những kế hoạch, rồi họ sau 12 giờ, sau 11 giờ thì họ mới được kiểm tra hành chính thôi. Chứ bình thường các bạn đang chạy rất là bình thường như thế này thì làm gì có cái chuyện mà tự dưng lại gọi vô kiểm tra. Không có ai gọi vô kiểm tra nha. Không ai được phép gọi các bạn vô kiểm tra, trừ khi các bạn có những cái tình huống đặc biệt thôi. Những tình huống đặc biệt giống như là các bạn trộm cướp hay là cái gì đó, rồi người ta đa nghi, người ta nghi ngờ bạn á, thì người ta được phép kiểm tra, dừng xe lại kiểm tra thôi. Chứ không phải tự nhiên lại đi kiểm tra không không như vậy. Rất là nhiều những bạn cũng như chị em, cô chú mà đi về cái đường này á, thì họ đứng xong rồi họ gọi vào. Mà cái tâm lý á, cái tâm lý rất là nhiều người khi mà bị công an gọi vô á, thì họ rất là run sợ. Mình không biết là cái đó là cái tâm lý gì, có thể là tâm lý sợ công an cũng nên, mình không biết. Những cái lúc đó họ run rồi, họ chỉ muốn giải quyết cái chuyện đó thật nhanh thôi, bằng cách nào họ phải đóng tiền. Đó là tâm lý chung như vậy. Còn nếu như là tâm lý của mình á, mình biết được là luật như thế này, rồi mình sai phạm như thế này, mình đúng hay mình sai, thì lúc đó mình sẽ có cái tâm lý vững vàng hơn. Những cô chú anh chị em nào hay thường xuyên đi về bằng cái đường quốc lộ 1A này á, thì thứ nhất là mình được chạy ở làng này và làng này, không chạy được ra ngoài. Nếu như cô chú nào chạy ra ngoài á thì công an sẽ bắt. Sắp tới đây là có cái chỗ nóng hổi ngay cái chỗ cầu vượt đây nè, là bắt buộc phải xi nhan. Mình thật sự không hiểu tại sao luôn. Các bạn xi nhan khi mà các bạn chuyển làn thôi, các bạn hiểu không? Giống như một cái đường thẳng vậy nè, không có cái đường nào khác gì hết trơn á, mắc gì tôi phải thông báo cho bạn là tôi đi đâu. Ok, tôi đi thẳng mà. Mình, các bạn coi nè, mình không thèm xi nhan luôn. Nè bạn coi nè nha, thường ở chỗ này họ đứng bắt xi nhan ở chỗ này rất là nhiều. Mình không thèm xi nhan luôn. Không có vấn đề gì phải xi nhan ở đường cong á, bạn hiểu không? Nè thường á họ bắt ở đây nè, mà hôm nay thì không có. Ở đây á họ bắt xi nhan vào cái đường như thế này, mình về rất là nhiều lần mình gặp luôn rồi mà mình cũng không xi nhan. Mà họ cũng đâu bắt mình đâu. Mình không biết. Rồi các bạn nào mà đi ngang khúc đó thì các bạn yếu á, thì các bạn xi nhan. Mình đi thì mình không bao giờ xi nhan khúc đó. Tại sao mình cảm thấy nó không có đúng? Tại vì mình đi thẳng, mình không có cái đường, mình không có xi nhan để thay đổi làn đường. Mình chỉ xi nhan khi mà mình muốn mà xin vô một cái làn đường khác thôi. Vậy thôi. Rồi bắt đầu từ qua khúc này á, là thôi nè, là trở đi á, là thôi, là hết công an rồi đó. Họ chỉ đứng hầu như những cái tuyến đường mà có cái miếng sắt này nè. Có cái miếng sắt này là họ sẽ đứng từ trải dài những cái miếng đường từ miếng sắt này đổ đi, từ khúc chỗ này nè. Đó, từ cái khúc mà chỗ không có miếng sắt này nữa, chỗ đi á là họ không còn đứng nữa.
trên đây các bạn có thể chạy thoải mái luôn. Thì từ cái đoạn đường này các bạn có thể chạy thoải mái nè. Từ khúc này thì hầu như là an toàn rồi đó. Còn cái khúc từ cái miếng sắt chở đó chở đi á, họ sẽ rất là hay đứng ở khu vực đó, chốt công an Bình Chánh á, thì vậy. Tóm tắt lại như thế này thôi, dành cho các bạn á mà đi về miền Tây ở quốc lộ 1A thì các bạn để ý cho mình đó, là mình sẽ được đi ở hai làng và không được chạy qua làng bên đây, ok. Và cái thứ hai á, nữa là công an họ sẽ rất là thích những cái người phụ nữ nhẹ dạ, những người mà phụ nữ họ không biết. Mình sorry trước á, là mình nói là phụ nữ họ hay bắt phụ nữ, tại vì cái đó là cái đó thật nhan nhản luôn. Họ sẽ thường gọi các chị em phụ nữ vô, tại vì các chị em phụ nữ nhẹ dạ không biết này kia, hoặc là sẽ gọi những cô chú mà có tuổi, những ba mẹ hay phụ huynh các bạn á, nếu mà có đi về đường này á, thì các bạn chia sẻ giùm mình nha. Thì các bạn nói với họ rằng á, là mình có được quyền chạy ở đường trong đây và đường ở giữa. Và tất nhiên á, là không phải tự dưng mà họ gọi vô, họ bắt kiểm tra giấy tờ này kia, không phải. Trừ khi nha, họ phát hiện được mình là vi phạm luật như thế nào đó thì họ mới gọi mình vô thôi đó, chứ không phải không tự nhiên họ bay ra họ kêu mình vô rồi bắt đầu là mình phải xuất trình giấy tờ này kia kia nọ, đó là không phải. Mình không biết là nếu một người mà không hiểu về luật mà gặp cái trường hợp đó mà không biết có đủ bình tĩnh để nói chuyện hay không. Nhưng mà các bạn cứ nhớ như thế này, là không có cảnh sát hay là người thi hành công vụ nào mà tự nhiên chạy ra ngoài giữa đường mà kêu các bạn vô trong khi các bạn không có luật, không có vi phạm luật hay là vi phạm gì hết trơn trọi á, thì đó là không đúng nha. Rồi, hẹn các bạn lại những cái vlog lần sau nha. Ok, goodbye.